Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi săn bót na nhân ngày kỷ niệm 8 tháng 3. Thì để đi săn bót na, chúng ta sẽ di chuyển vào cổng na ở map Acheron và đi đến cổng Comarines Trancer. Đây nha anh em. Và anh em có thể bật tạp lên để có thể nhìn thấy minimap và đi theo cho dễ dàng hơn. Hy vọng là hôm nay sẽ có một chút đồ gì đó có giá trị. Quái này, đậu phòng cản đường anh hả? Cản đường anh hả? Hy vọng là có bot. Có không. Trời ơi, bị ăn mất rồi. Đây, bot na đây nha anh em. Đây là con bot na nha anh em. Có Maris. Khi anh em dịp nó sau sẽ có được, có thể là Penta. Việt Nam mình hay gọi là xây thuộc tính. Ngoài ra là con có thể dịp được linh hồn của nó để nhận được một con pet. Đâu đây? Đâu đây? Mình phải lại gồng máu một chút. Ui, chết. Nguy hiểm chứ không phải đùa đâu. Mày đâu? Được bực mấy con cứ bắt nó đi trước. Ôi, bảo vệ rồi, đẹp chơi. Nào. Rồi. Nó sẽ đẻ ra nhiều con. Nó sẽ đẻ ra thêm hai con nữa nha anh em. Và hai con này hai con fake thôi, chỉ có một con chín thôi. Đẻ gì lắm thế? Sao nó lại đẻ ra nhỉ? Mình vừa giật được một con fake. Ui, đau thế. Mày. Fake đủ con giết. Mày thì fake. Ấy, đau thế. Ai đang nhắn tin cái gì đấy? Đang săn bót, đang nhắn cút cút. Đây. Một socket. Golden Lira. Socket 1. Ui, socket 2. Socket 1. Ui, không có quả trứng đấy anh em ạ. Không có quả trứng. Mà để có thể mở ra con pet để xem chúng ta sẽ có được gì. Đây. Emperor xây thuộc tính level 300. Một socket. Golden Lira Hub. Ui, ập Lumion Light Hub à. Kundun, một socket. Lumion, hai socket. Ok, hy vọng là lần sau mình sẽ vác một em khác để đi săn bot ở map Acheron này, thì là có đồ cao ngon hơn. Hôm nay quả là đen đủi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Yeah, rồi, tạm biệt.